rất là ngon luôn trời. Chào tất cả mọi người, bữa nay là mình làm mì trộn với sa tế sò điệp của nhà Thích Cai. Nguyên liệu gồm hai gói mì, hành lá, đậu que, hột vịt cải thè, tôm và mình có được một mớ ruột cá lóc. Bữa nay là mình sẽ trộn chung ăn với sa tế sò điệp. Mình cũng thấy rất là nhiều bạn review trên TikTok. Bữa nay là mình mới mua một hũ về trộn ăn xem như thế nào, mà thấy ai cũng review hết sa tế sò điệp này trộn ăn với mì rất là ngon. Bắt cái nồi nước lên cho sôi rồi mình trộn hai gói mì xương qua. Mình cho hai trứng hột vịt vào, mình bỏ đậu que và cải thè vô luộc luôn. Đậu que và cải thè cũng đã chín thì mình vớt ra ngoài dĩa. Lấy tôm và ruột cá lóc vào sau. Còn hai trứng hột vịt thì mình luộc theo kiểu hồng đào. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình sẽ ăn mì trộn nha. Đây là nguyên liệu là sống giờ mình cũng đã chuẩn bị xong. Cái linh hồn là món mì trộn, đây là sa tế sò điệp nha. Đây là mình mở ra mình thử như thế nào. Có rất là nhiều người review là sa tế sò điệp này là trộn với mì là ăn rất là tuyệt vời nha. Mình sẽ nếm thử xem nước sốt này nó như thế nào nha. Cay. Có mùi tôm khô nè. Rồi sò điệp khô, tương ớt, tương cà này kia. Sốt này là nghiêng về ngọt nha. Ngọt thì mình trộn với mì thì ăn nó mới hợp. Đây, thôi mình trộn. Mình thì cho dừa thôi nha. Đó, mình sẽ chan cái sốt vô. Tôm, đặc biệt nhất là có ruột cá lóc. Trộn lên. Thôi mà tất cả mọi người ăn mì trộn với mình nha. Này là mì trộn với sa tế sò đẹp. Đấy, thôi mà tất cả mọi người. Mình sẽ thử. Đúng là ngon thiệt chứ. Ruột cá lóc. Nha. Đó. Mình chế một miếng sốt lên hộp vịt nha. Sốt này cay cay. Rất tuyệt vời, đúng là hợp với mì. Hộp vịt hồng đào đưa miếng sa tế sò đẹp vô rồi rất là ngon. Ruột cá lóc. Hmm.